Làm bài tập vẽ tranh, nữ sinh úp luôn tờ giấy vào TV copy hình thì bị mẹ phát hiện. Khi cô giáo bắt vẽ nhưng lại không có cái hoa tay nào, một bạn nữ sinh đã nghĩ ra cách vẽ đẹp như tranh trên TV, khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Theo đó, thấy con gái đang loay hoay ngồi trước màn hình TV, kèm theo tờ giấy úp sát vào màn hình rồi chăm chú tô viết trên đó, thấy lạ. Người mẹ tiến lại gần thì tá hỏa khi cô con gái đang ngồi nắn nót tô lại từng nét, copy hình ảnh của một cô gái trên TV. Khi bị mẹ phát hiện ra hành động mờ ám này, cô gái đã nở nụ cười tươi rồi chuồn mất luôn. Nhiều bạn hài hước, vẽ kiểu này cô giáo thấy vẻ đẹp, lại giao thêm cho mấy bài vẽ nữa thì vui. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều các anh chị đi trước đã cùng nhau hồi tưởng lại ký ức vẽ tranh thời xưa của mình. Cũng gần giống như cách vẽ copy của em học sinh này, một số bình luận của cộng đồng mạng để lại. Ngày trước hồi còn đi học, mình toàn lấy dầu hỏa quét lên giấy, rồi đặt vào sách nhìn xuyên thấu hình ở dưới luôn, rồi cứ thế mà vẽ theo, nhìn rõ y chang luôn. Còn mình thì lấy đèn pin đặt dưới bàn kính rồi soi lên, vẽ đẹp lắm. Ôi cái tuổi thơ, nhớ quá, bây giờ hiện đại hơn rồi, thích vẽ hình nào là chỉ cần lên mạng tìm là có luôn, chứ không khó tìm tranh như thời trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.